anh Nguyễn Duy Thành. Là một doanh nhân có tầm, anh cho biết những yếu tố nào nó quyết định cái văn hóa doanh nghiệp? Tâm ta ở đâu, sự nghiệp ta ở đó. Tâm ta ở đâu, sự nghiệp ta ở đó. Tâm, tầm, tài, mối quan hệ đấy nó như thế nào? Chúng ta sẽ cùng giao lưu với anh Nguyễn Duy Thành trong chương trình Khoảnh khắc cuộc đời hôm nay. Chương trình Khoảnh khắc cuộc đời do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của chuỗi nhà hàng ẩm thực Trần. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Khoảnh khắc cuộc đời tối hôm nay. Tối hôm nay chúng ta sẽ cùng giao lưu với anh Nguyễn Duy Thành. Xin chào anh Nguyễn Duy Thành. Dạ, chào thầy Quang, chào quý khán giả. Chào anh Thành, đây là một cuộc trao đổi thú vị. Bởi vì hồi nãy chúng ta có nhắc đến cái khái niệm văn hóa doanh nghiệp. Vâng ạ. Cái văn hóa doanh nghiệp là một cuộc vận động rất lớn. Dạ. Để chúng ta xây dựng cái nền tảng văn hóa. Và chính cái văn hóa doanh nghiệp đó nó quyết định cho cái đường hướng phát triển của một doanh nghiệp. Anh là một giám đốc, theo anh, yếu tố vô hình hay yếu tố hữu hình đối với anh là quan trọng? Theo cá nhân của em thì yếu tố vô hình đó là quan trọng hơn. Đó chính là cái hồn của doanh nghiệp, đó là cái văn hóa, cái triết lý sống, đưa cho nhân viên thấy được về những cái giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Còn đối với lại văn hóa hữu hình thì đôi khi nó chỉ là một cái vấn đề có thể trả bằng chi phí được, ví dụ như là về nhận diện thương hiệu, về trang phục. Thì cái văn hóa vô hình nó rất là quan trọng. Vâng ạ. Để nó xây dựng lên một cái thương hiệu và sự tồn vong của một doanh nghiệp. Vâng. Nó tùy thuộc vào cái văn hóa vô hình ấy. Vâng. Nó là những cái điều nó không nằm trong một cái quy định cụ thể nào. Yeah. Nhưng mà cái tình cảm của tôi đến với công ty, người ta nói là xem công ty như là nhà, đúng không anh? Dạ đúng rồi. Thì anh mới thấy cái cửa công ty hở anh phải đóng, anh thấy cái vòi nước chảy anh phải tắt lại. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, mới gọi là xem công ty như là nhà. Dạ. Chứ nếu chúng ta đi vào công ty, ta vô thấy cái vòi nước chảy, ta không quan tâm đến và ta cho rằng đó là việc của người khác. Người khác đâu phải việc của ta. Vâng. Thì làm sao đó là nhà được? Dạ. Hãy xem công ty là nhà. Và đặc biệt là đối với cái ngành nghề của công ty em thì nó lại càng có giá trị thấm thía hơn trong cái lĩnh vực liên quan đến ngành nghề công ty em đang hoạt động ạ. Cụ thể là cái gì nhỉ? Công ty em chuyên hoạt động về lĩnh vực về quản lý vận hành nhà chung cư. Thì cái nghề của em là nghề phục vụ cho cư dân trong chung cư. Thì đúng như thầy có chia sẻ rằng khi thấy một cái vòi nước, khi thấy rác, khi thấy vấn đề cánh cửa mở, khi có vấn đề an ninh, thì những vấn đề đó thì cái căn hộ chung cư đó nó là một cái ngôi nhà lớn mà chúng ta làm công tác là chúng ta cung cấp cái dịch vụ quản lý vận hành cho nhà chung cư. Vì phải coi cái căn hộ chung cư nó như là một cái ngôi nhà của chúng ta, mà ngôi nhà chung, mà ngôi nhà này có hàng trăm, hàng nghìn cư dân ở, và chúng ta cần phải có một cái sự tinh tế trong sự quan sát để mà phục vụ cư dân ạ. Và nó đúng như cái điều mà chúng ta mở đầu với nhau, hình như là có một sự ngẫu nhiên nào đó mà rất là hợp lý, đúng không? Dạ, đúng. Thú vị cho các câu chuyện của chúng ta trao đổi ngày hôm nay là từ cái khởi đầu bằng cái văn hóa doanh nghiệp. Vâng. Ngày xưa là anh học tin học đúng không? Dạ, em là kỹ sư công nghệ thông tin ạ. Dạ. Rồi sau đó là có một cái sự chuyển hướng nào mà để trở thành một cái nhà quản lý của cái hoạt động về các tòa nhà chung cư? Thì cái công nghệ thông tin là cái sự đam mê của em. Học và làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin từ giai đoạn năm 95, 96, 97, 98 là em đã hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Dạ. Và bên cạnh đấy em cũng là một nhà giáo đào tạo về ngành công nghệ thông tin trong cái thời điểm giai đoạn đầu của đất nước mở cửa. Dạ, em cũng là một người đi tiên phong đầu tiên. Tôi có nghe nói là thời kỳ điểm đó là lương của bạn cả trăm triệu đúng không? Dạ đúng ạ. Một cái số lượng rất khủng vào thập niên 2000. Thế sao bạn là đang làm cái một công việc với một đồng lương khủng như vậy, rồi bạn lại chuyển hướng để bạn khởi nghiệp vào một cái việc khác? Nếu mình chỉ làm công ăn lương thì mình không lan tỏa được nhiều giá trị cho cộng đồng. Còn khi mình làm chủ doanh nghiệp thì cái sự lan tỏa nó sẽ có nhiều điều kiện hơn, nó mạnh mẽ hơn. Và một vấn đề nghĩ cho cá nhân, bản thân và cho gia đình, thì chúng ta thấy để làm công ăn lương thì rất khó để tạo ra một cái sự đột biến trong cái việc mà làm giàu. Mong muốn rằng là có tiền để tạo giá trị nhiều cho xã hội thì phải khởi nghiệp. Có một cái tư duy rất là rõ ràng của một người kinh tế, làm kinh tế. Thế thì khi anh bắt đầu khởi nghiệp thì anh bắt đầu khởi nghiệp vào cái công việc gì? Khi em bắt đầu khởi nghiệp em mở công ty về máy vi tính. Mà công ty máy vi tính? Dạ, em mở công ty máy vi tính là từ những năm 99.
Dạ, em mở công ty thì em đặt cái tên công ty là VIP Computer, phục vụ cho những VIP, những nhân vật VIP. Vì thời điểm đó một bộ máy vi tính không hề rẻ chút nào. Nó tương đương với một chiếc xe và hay là một căn nhà ở vùng ven. Thì em phục vụ cho những cái nhu cầu khách hàng. Tiếp cận công nghệ thông tin từ những năm đầu tiên của năm 2000. Dạ. Cái sự khởi đầu đó có thuận lợi lắm không? Khi có một cái bản lĩnh để mà kiếm được một cái thu nhập cao thì mình dễ bị ngộ nhận bởi cái việc là mình sẽ trở thành một boss, một ông chủ. Nhưng quên rằng yếu tố để trở thành một boss á, nó khác với yếu tố để trở thành một người thiện kiến trong kinh doanh. Vì một boss phải hiểu được nhiều lĩnh vực, mà trong đó đặc biệt nhất đó là lĩnh vực về quản trị con người, quản trị nhân sự. Mà quản lý và kéo một cái sợi dây mà liên kết vô hình đó chính là cái văn hóa doanh nghiệp. Thì nó có một cái điều quan trọng nữa rằng á, trước đây khi mà mình làm công ăn lương ở vai trò lãnh đạo, mình quản lý nhân sự dựa trên một cái công cụ về thu nhập và KPI về sự thưởng phạt. Nhưng nếu nhân sự đã bị gãy thì cái việc của công ty là cung cấp nhân sự để mình quản trị tiếp. Còn ngày nay mình vừa phải lo về cái chi phí đồng tiền để hoạt động doanh nghiệp, nhưng vừa phải lo giữ nhân viên. Khi mà một doanh nhân mà bị một cái sự áp lực lớn trong hoạt động kinh doanh thì dễ nảy sinh cái sự cấu gắt và khó chịu. Và cái sự cấu gắt đó vô tình nó xúc phạm đến người lao động. Lúc đó khi mà làm ông bố tôi thì cái giá trị của lòng tự trọng của người lao động đó, nó lại khá cao. Và nó bị gãy. Nó bị gãy như vậy nó lại tạo ra một cái gọi là một cái sự đứt gãy trong cái việc mà hoạt động của doanh nghiệp. Và đặc biệt là lúc đó nó sẽ tạo cho cái người doanh nhân cảm thấy là bị cô đơn. Cô đơn ngay trong chính cái doanh nghiệp của mình. Cô đơn. Vì mình có muốn hòa đồng với mọi người nhưng mà cũng phải cần giữ một cái khoảng cách. Và nó dẫn đến cái việc mà em phải dừng hoạt động về doanh nghiệp của em một thời gian khá dài. Và lúc đó em mới thấm được một câu là gì? Em chưa thực sự sẵn sàng để mà khởi nghiệp, tạo ra sự thành công. Và em khác một số người rằng khi đã là ông chủ thì khi thất bại em chấp nhận bỏ qua sự mặc cảm, em trở về đi làm công tiếp tục. Thì trong cái khoảng thời gian mà dừng doanh nghiệp đấy, bạn đã làm được cái công việc gì cho chính bản thân bạn để nó thay đổi cả cái tầm nhìn của bạn về cái văn hóa doanh nghiệp, về cái định hướng tương lai của mình, để rồi mình bắt đầu mình khởi nghiệp lại. Cái giai đoạn em quay về làm công thì em lấy một cái triết lý là làm việc có tâm, nâng tầm giá trị. Là khi này là em trở về là một người làm công ăn lương, nhưng em luôn đồng hành với chủ doanh nghiệp những biến cố, những khó khăn. Thì vì em lấy cái cảm xúc của mình khi mà làm chủ doanh nghiệp á, mình cần một cái nhân viên mà họ đồng hành với mình trong những giai đoạn khó khăn. Thì những người chủ của em họ móc hết ruột gan, họ chia sẻ cho em những cái giá trị về quản trị và cái phương án đối phó về những cái khủng hoảng, những cái khó khăn đó. Và em bình tĩnh, em đón nhận, và bên cạnh của người chủ là luôn luôn có em đồng hành. Thì như vậy em là học được những cái vấn đề của người chủ mà em không phải trả giá bởi câu chuyện là tiếp tục phá sản. Thế thì lại cái kinh nghiệm thất bại, kinh nghiệm từ cái sự là bi kịch, sự khủng hoảng, những cái kinh nghiệm đó đã giúp được gì để cho cái lần khởi nghiệp lần sau? Nó giúp rất là nhiều. Thì mình học được những cái vấn đề của chủ doanh nghiệp khi mình làm công để mình lường trước những cái vấn đề khó khăn. Bên cạnh đó thì mình nhìn ra một cái vấn đề rằng cái việc mà trả lương cho người lao động cao hay thấp để giữ họ không phải là vấn đề quyết định, mà là vấn đề về lòng tin của người thuyền trưởng của một doanh nghiệp. Và lúc này em sẽ chuyển một cái trạng thái về góc nhìn là người làm công họ đi làm á, thì có những người họ sẽ chọn rằng cái quy mô của doanh nghiệp, nhưng cũng có nhiều người họ lựa người chủ doanh nghiệp để tạo cho họ một cái lòng tin, một cái sức sống và một cái gọi là một cái người sếp, một người thầy lớn trong cái cuộc đời của họ để họ học và họ sẽ vượt qua. Sau khi mà có những cái tháng ngày mà nó hơi bị khủng hoảng đấy thì mình bắt đầu khởi động lại đúng không? Thì sản phẩm đầu tiên đó là cái gì và kết quả của nó ra sao? Em thấy rằng cái việc mà hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin á là bắt đầu nó đi vào cái giai đoạn mà không còn cái sự hấp dẫn về đầu tư, về kinh doanh. Và từ đó em mới thấy rằng cái quản lý vận hành nhà cao tầng mới là cái vấn đề. Vì cái thời điểm năm 2005 là em đã thấy rằng là khi kinh tế mở cửa và rất là nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên. Và tại sao các tòa nhà đó lại do các công ty nước ngoài quản lý vận hành, nhưng con người thì lại là người Việt Nam? Thì em tìm hiểu về nó và em tìm hiểu bằng cái tâm. Thì tâm ta ở đâu thì sự nghiệp ta ở đó. Em trải nghiệm tới rất là nhiều cái tòa nhà, và thậm chí em di chuyển Bắc Trung Nam đến nhiều tòa nhà.
em quan sát về cái thiết kế, về vận hành kỹ thuật và các cái hoạt động của vận hành cái tòa nhà. Thì em tìm ra cái giá trị cốt lõi và từ đó em tích lũy dần. Và sau đó em mới nghĩ ra vấn đề gì? Em phải khởi nghiệp bằng nghề này. Và để khởi nghiệp bằng nghề này đó, một cái người thầy lớn của chúng ta, đó chính là cái việc chúng ta phải vượt qua thử thách, đó là việc mình phải viết sách. Thay vì á, mình đi học thì mình tiếp thu kiến thức một cách thụ động, nhưng mình đã viết sách và mình đi làm thầy, mình đi dạy người ta về quản lý vận hành tòa nhà, thì mình phải tìm hiểu nhiều hơn của người học viên. Và như vậy cái kiến thức nó được bồi đắp bởi một cái mình để tâm vào. Và kết quả là từ năm 2010 đến nay thì em đào tạo cho học viên quản lý vận hành tòa nhà trên toàn quốc là trên 5.000 học viên. Trên 5.000 học viên? Dạ. Trong khi mình đang vẫn là làm một công tác quản lý. Vâng ạ. Thế thì cái quy mô hiện nay của cái công ty của em là ở một cái tầm mức nào? Công ty Global Home bên em hiện nay là hoạt động trên 8 tỉnh thành trên toàn quốc. Em có thể nói cho tôi và cho khán giả hiểu là cái công việc cụ thể của các quản lý tòa nhà là làm cái công việc gì? Vai trò của quản lý vận hành tòa nhà, đặc biệt là tòa nhà chung cư, là phải hoạt động vận hành về hệ thống kỹ thuật, về an ninh, về vệ sinh sát khuẩn và thu gom rác thải, rồi chăm sóc các cái vấn đề liên quan đến hoạt động vận hành của cả một cái khu nhà chung cư. Tức là hệ thống điện, hệ thống vệ sinh, nước, kỹ thuật, thông gió, phòng cháy chữa cháy. Ngoài cái việc mà bạn quản lý ra thì hình như là bạn đang làm cái nghề dạy học. Dạ. Và tham gia viết sách. Dạ. Bạn có thể giới thiệu sơ về cái cuốn sách này. Dạ. Thì về cuốn sách quy trình quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp. Dạ. Sách này thì hiện nay là cuốn sách đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Và được viết và được thương mại hóa là được bán trên hệ thống nhà sách. Dạ. Và khi em ấp ủ viết cuốn sách này, em muốn chia sẻ những cái gì nó mang tính thiện kiến thực tế của mình cho cộng đồng, cho xã hội và cho nhiều người. Tại sao cái việc quản lý vận hành này dành cho người nước ngoài nhiều mà người Việt Nam không có? Thì em viết ra giống như một cẩm nang để cho nhiều người có thể nhanh chóng tiếp cận và làm với lại cái lĩnh vực quản lý vận hành tòa nhà. Cảm ơn một doanh nhân. Vâng ạ. Rất là nhiều đã đến tham dự cái chương trình này và những câu chuyện của bạn rất là thú vị để cho tôi và những người tham gia cái chương trình hôm nay hiểu được cái công việc của một quản lý của một cái tòa nhà. Dạ. Và cái hoạt động khởi nghiệp của bạn. Dạ. Chúc cho doanh nghiệp của bạn luôn luôn thành công. Chúc cho bạn luôn luôn giữ được cái văn hóa doanh nghiệp. Yeah. Để giữ được cái nền tảng, ít nhất là chúng ta giữ về mặt tinh thần. Yeah. Để chúng ta có một cái niềm tin xác tín cho cái hoạt động của mình trong tương lai. Yeah. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Xin mời bạn. Xin cảm ơn anh Nguyễn Duy Thành đã đến tham dự cái chương trình của chúng tôi hôm nay. Và cái điều cuối cùng trong ngày hôm nay, chúng tôi muốn mời anh hãy nói đôi điều với khán giả trẻ của chúng ta về cái khởi nghiệp. Dạ, xin cảm ơn thầy. Mời. Tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng không nên từ bỏ ước mơ, và muốn khởi nghiệp thì phải dựa vào cái năng lực, giá trị cốt lõi của bản thân để mà chúng ta xây dựng ước mơ. Và muốn xây dựng ước mơ, đầu tiên tôi khuyên các bạn hãy đi làm công trước. Và khi các bạn làm công, các bạn tâm ta ở đâu, sự nghiệp ta ở đó, thì các bạn phải để cái tâm vào, thì các bạn sẽ học được những cái điều hay, và từ đó các bạn dễ vận hành phát triển. Và tôi xin tặng cho các bạn một câu chuyện kết thúc cái vấn đề về vấn đề khởi nghiệp là gì. Các bạn hãy nhìn thấy câu chuyện một con thịt sùng nói con chuột hãy ăn cái đuôi đi, vì cái đuôi này ăn nó sẽ mọc lại. Thì chúng ta thấy rõ ràng với cái thế mạnh của con thịt sùng rằng khi nó rụng đuôi thì nó sẽ được mọc lại, nhưng với con chuột khi đã rụng đuôi là mất đuôi luôn. Cho nên chúng ta đừng vội khởi nghiệp dựa theo lời nói của bạn bè và dựa theo cái xu hướng thị trường, mà hãy dựa vào năng lực bản thân của mỗi con người. Xin chúc các bạn khởi nghiệp thành công. Xin cảm ơn bạn. Cái câu chuyện về khởi nghiệp thật là thú vị. Cái câu chuyện đó không chỉ bài học cho bản thân anh Thành, vì trong cái quá khứ đã từng có những cái giai đoạn khó khăn cho tất cả chúng ta khi bắt đầu tham gia vào cái hoạt động khởi nghiệp. Lần nữa xin cảm ơn anh. Còn bây giờ, chương trình xin nói lời tạm biệt quý vị. Chúng tôi xin mời quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đêm mai, cũng vào lúc 22 giờ 45 phút, chương trình Khoảnh khắc cuộc đời trên HTV9. Xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình Khoảnh khắc cuộc đời với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của chuỗi nhà hàng ẩm thực Trần.
Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc qua số hotline. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.